Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu guitar rất là đặc biệt cho mọi người. Ở bên Trần Liêm vừa mới cập bến luôn. Đó là cây guitar gỗ tràm, mã nó là M190, lắp luôn EQ B12. Thì Trần Liêm đã lắp sẵn luôn cái EQ, mọi người sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí. Ví dụ như bình thường Trần Liêm cây đàn này bán 3 triệu rưỡi cộng EQ 500 ngàn nữa giờ là thành 4 triệu đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người mua một cây đàn 3 triệu rưỡi rồi, khi mà mọi người muốn lắp EQ thì cái EQ này tệ gì là cũng 1 triệu đồng nha mọi người. EQ rất là xịn luôn. Và EQ này thì nó sẽ có tích hợp luôn cái nút là chỉnh cái dây ở trên cái cây đàn. Nó có bass chép chung, gai và âm thanh rất là hiện đại, rất là ok. Đó, mọi người chỉ cần cắm vào cái lỗ phía sau của cây đàn thôi là mọi người có thể gai được dạ âm thanh. Đó là cái tích hợp thêm cái chức năng EQ. Ngoài ra thì cây đàn này nó được thiết kế gia công rất là tỉ mỉ cho mọi người, rất là đẹp. Mọi người thấy quân gỗ không? Nhìn sáng loáng rất là đẹp nha. Và những cái viền xung quanh của nó được mạ, được tạo một cái đường chỉ đen rất là đẹp. Đó, thấy không? Cái chỗ này là cái chỗ hai chày nè, do kẹp vô nách để mình đánh đó mọi người. Đó, thì nó sẽ ít có khả năng bị chày và nó thiết kế kiểu như 3D vậy mọi người, nhìn nó sẽ có đường cong rất là quyến rũ nha. Đó, cây đàn rất là đẹp. Khóa thì được tạo từ cái khóa đúc rất là xịn luôn. Đó, mọi người thấy không? Gia công rất là kỹ và nhà sản xuất á, rất là tinh ý rồi. Những dòng đàn này là những dòng đàn mà tầm trung, thì do đó mà ở trên đây nó sẽ không còn những cái nút chấm như những dòng đàn học tập nữa, mà nó sẽ tích hợp ở trên cái phía trong này nè, nó có những cái chỗ chấm trắng, thì thay vì ký hiệu ở trên cái khung phím thì nó ký hiệu ở bên hông, tạo cái sự tinh tế hơn cho những cái người chơi chuyên nghiệp. Những người chơi chuyên nghiệp người ta không cần mấy chấm nào đâu mọi người, người ta chỉ cần nhìn trên đây người ta là thấy rồi, thì vừa khoa học vừa logic nữa. Tại vì sao? Khi mà mọi người đánh á, mọi người đâu có chồm tới nên mọi người nhìn thấy mấy cái nốt này đâu ha, do đó mà chỉ cần những cái chấm ở trên đây đã đào quá đủ rồi mọi người. Đó, vậy thì cái cây đàn này đi kèm đó là gì? Thứ nhất là bao da, thứ hai cabo, thứ ba là một cái bộ dây xịn luôn. Đó, thứ tư nữa là cái mấy cái bít khẩy để cho mọi người mua một mà được đầy đủ phụ kiện về, mọi người khỏi phải mua thêm nữa. Thì giá trọn bộ của cây này là 4 triệu thì Trần Liêm sẽ miễn phí ship toàn quốc cho cả nhà luôn. Đặc biệt nha, cây này miễn phí ship toàn quốc. Thì lâu lâu Trần Liêm giới thiệu được cái mẫu đàn xịn và đẹp như thế này để giới thiệu cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người nghe thử âm thanh của nó nha. Đây là cái tiếng mộc của đàn nha mọi người, mình không có qua hệ thống xử lý âm thanh nha. Để nhiều hơn nữa Trần Liêm sẽ gửi vài cái hợp âm mọi người đánh giá chất lượng âm thanh của nó. Action nó rất là thấp luôn nha mọi người. Action rất là thấp mọi người. Và mức giá thì chỉ có 4 triệu đồng thôi. Mọi người mua một được tất cả rất đầy đủ phụ kiện luôn. Và bảo hành 1 năm cho mọi người. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với Trần Liêm qua cái số điện thoại mình ghi sẵn bên dưới nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.